Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Ok, và mình đã quay trở lại một tựa game mới hoàn toàn luôn, Mass Effect Andromeda như các bạn đang thấy đây. Thì đây là một tựa game mà mình cũng đợi khá là lâu, tại đây là cái phần tiếp theo. Nhưng cái cốt truyện nó sẽ không giống gì với những cái gì bạn đã biết về cái Mass Effect trước đó 1, 2, 3. Nếu bạn nào đã có chơi qua rồi thì mình nghĩ đây là một cái... Mình chưa đọc cái plot của cái game này trên mạng internet về cái nội dung mà nó sẽ nói trong những cái khu mình chuẩn bị chơi đây thì mình chưa có coi, và nhưng mà mình vẫn mong đợi từ game này. Thì theo mình nghĩ thôi thì cái vẻ là như từ game này sẽ vào một cái khoảng thời gian sau cái các sự kiện của phần 1, 2, 3 trước đó. Thì trước khi mình vào với cái series này thì mình cũng nói luôn là mình chưa hề chơi qua Mass Effect 1 và 2. Tuy nhiên mình có chơi qua Mass Effect 3 rồi, hồi đó trên Xbox 360. Mình chơi game cũng khá là lâu rồi. Nhưng cái thời điểm mà 1, 2 thì mình chưa có dịp, cũng chưa có thời gian để chơi từ game đó trên Xbox. Và cái thời điểm đó mình cũng khoảng còn đang thời điểm cấp 2, cấp 3, cho nên vẫn vấn đề học hành khá là nhiều. Tuy nhiên cái niềm đam mê nó vẫn không có giảm nhiều sau nhiều năm tháng, và chúng ta vẫn thấy được một cái Mass Effect sau này. Đó chính là Mass Effect Andromeda, một trong những cái phần tiếp theo cũng rất là mong đợi trong năm nay. Thì trước khi mà mình mở một series mới này, mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình trong khoảng thời gian những ngày tiếp theo với cái series Mass Effect này. Có vẻ những ngày tiếp theo mình sẽ tạm dừng series Ghost Recon. Thứ nhất là mình cũng có một số công việc, với lại mình vẫn muốn tập trung vào cái này hơn, chứ đã tại đây là một cái tựa game mới nữa. Và có lẽ sau khi mình hoàn thành tựa game này mình sẽ quay trở lại với Ghost Recon. Có nhiều cái vấn đề mà mình cũng không muốn nói ra, nhưng Ghost Recon thì hiện tại là mình cũng quay được thêm mấy tập rồi, nhưng mà đang để đó và mình chưa có up được. Và mình đang tiến hành chỉnh sửa một số thứ trước khi mình up lên. Thì nói chung là vậy, Ghost Recon chúng ta sẽ gặp lại nó sau khi chúng ta hoàn thành cái series Mass Effect này. Và với cái tập đầu tiên của Mass Effect Andromeda, mình cũng mong được sự ủng hộ của các bạn khá là nhiều. Với khoảng 200 like cho tập này, giống như series lần trước thì sao? Horizon Zero Dawn cũng vậy. Và Ghost Recon cũng vậy, nhưng mà mình mong là các bạn sẽ thích nó và sẽ chia sẻ nó. Ok, nói vậy đủ rồi, để mình vào game luôn. Thì để coi, hiện tại mình đang Quickstar Sarah Rider. Cái này sẽ vào game luôn. Chúng ta có multi với này đây. Cái này thì nãy mình có check qua rồi, cái này phải load nữa. Với lại là nó chỉnh sửa, nhìn nó xấu hơn nhưng vẫn góc nhiều, cho nên mình sẽ chơi. Chúng ta sẽ giống như Mass Effect 3, chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là nam, nữ luôn, chứ không có bắt buộc một nhân vật cố định. Thì chúng ta có thể chọn Sarah Ryder, tức là con gái, và có Scott Ryder. Thì nếu bạn nào có coi qua mấy cái clip mà trên mạng internet thì các bạn cũng biết mặt hai đứa này như thế nào. Mình nghĩ là mình nên chơi con trai đi. Và hình như hai đứa này là song sinh thì vậy. Hai đứa mới này nè. Cái câu chuyện này mình nghĩ là chắc sẽ tiếp tục với những khoảng thời gian sau cái Mass Effect 3. Ồ, cái tựa game này lâu rồi, giờ mới nhắc lại và có phần mới đây. Tựa game này nó trước một khoảng thời gian năm 2016-2015 nó có leak ảnh. Nhưng mà cái thời điểm đó là đã công bố Andromeda rồi. Tuy nhiên lúc đó chúng ta chỉ mới có trailer thôi, chúng ta chưa có gameplay. Thì khoảng thời gian đó nó leak cái gameplay ra nhưng mà chưa chính thức và chưa hoàn toàn hoàn chỉnh. Thì bây giờ chúng ta đã có gameplay gốc luôn rồi, đây là bản full hoàn toàn. Và mình nghĩ là mình mong là chúng ta sẽ có nhiều cái thay đổi. Và liệu rằng nó có đáng chơi không thì thường cuối của mỗi tựa game mà mình quay walkthrough xong, mình thường sẽ hay nói cảm nghĩ của mình và cái chấm điểm của mình về cái tựa game này nó như thế nào, liệu nó có đáng mua, đáng chơi không, thì các bạn có thể coi nó vào cái tập cuối của series này. Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families,
homes, the very birthplace of our species. Some for discovery, to see the unknown. Others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality. Deep breaths. You're gonna want to take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Ryder, Scott, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder Team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean? Summer year-round? How about we get him a cup of coffee first? Process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Scott Ryder, let's get you checked out. Look here. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or Golden Worlds, the Helios Cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Makes it sound so easy, doesn't it? I hope not. I signed up for a little adventure before we settled down. Well, buckle up. Sounds like you'll get your wish. Yeah. Over here now, the Pathfinder wants you all on your feet right away. He said mission ready within the hour. Any idea why? No, but I'm guessing that's where your adventure comes in. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Tapero. Good morning, Ryder. Are you feeling well? I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern.
assuming the implants work as advertised. Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling otherwise? I'm ready to get to it. Readings confirmed. I detect an increased level of adrenaline in your system. The neural implant is functioning properly. Caffeine always did make me jumpy. You're all done. Let's get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister. It always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. Just hang on. Engineering, report. Oh, chúng ta quay xung quanh được luôn nè. mà chúng ta đang đờ đờ luôn. Ôi. Chúng ta quay này để coi nhìn xung quanh cái này. This is Cora. I'm at the cryo bay. Brace for a reset. Everyone okay? I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Cora, Riders, report to the bridge. You heard him. Let's get... We have a problem over here. It's Sarah Ryder. Theo như mình tìm hiểu thì... Con Sarah Ryder là... Con đứa con gái song sinh chung với mình. Thằng này là Scott Ryder và thằng này có vẻ như thằng anh, thằng em gì nói chung là gì. Nhìn cũng đẹp phết ha. Nhìn xung quanh cũng đẹp. Để coi nói chuyện coi. Scott. Is my sister okay? Sarah's fine. Her vitals are strong. But the revival procedure was interrupted. I don't like the sound of that. Don't worry. It just means the process could take a bit longer than usual. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration, and brain activity are all normal. To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while. Then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Ryder, I'll wait for you at the door. Cái này nó cũng khá là tương tự với cái hồi mà Mass Effect 3 đấy chứ. Nhưng mà có điều về cái xét về cái độ ngầu vậy, cái thằng này nó không có nhìn, nó không có ngầu bằng Shepard trong phần 3 với kể cả Shepard nữ nữa. Shepard nữ nhìn cũng ngầu, ngầu vãi đái luôn. Còn này thì nó nhìn nó nghiêng về độ đẹp trai nhiều hơn là so với nhìn nó ngầu, nhưng mà nhìn cũng hay chứ. Rồi chúng ta có con chị nữa. Ủa nhìn cũng đẹp phết ha. Ôi chị mới vô nổ tiếp rồi. Các bạn mình chỉnh độ sáng hôm nay nó sáng hơn một tí. Và nhưng mà lúc mà mình nhìn vô cái đồ quay nó lại không sáng bằng. Nó hơi tối một tí. Rồi thôi kệ đi. Đối với mình đây cũng chất lượng lắm rồi. Đang muốn đi từ từ, coi từ từ. Không nút dưới để coi cái scanner. Scan cái nào mà highlight lên nè. Rồi scan cái này nè. Nhiệm vụ nó kêu scan nè. Phải bấm nút nè. Chứ nó mới tự động scan giống một bên Horizon Zero Dawn ha. Ủa, nó kêu scan complete rồi mà. À, tức là phải scan mấy cái cục bên này nữa hả? Còn gì nữa không? À, đây còn cái này nữa. Tức là thấy cái gì đã scan hết. Right, can you go reset it? Chúng ta phải đi tái khởi động lại cái đã. Override điều khiển. Chúng ta reset lại cái hệ thống thiết bị của cái này. Mọi thứ hoạt động cho là bình thường. Ok.
Và con nhỏ kia nãy nó cũng nói là con nhỏ đó là con chị của chúng ta, chị hay em gì đó, nó chỉ đơn giản là sister, mình không biết rõ là chị hay em gì đó, nói chung là cứ cho là em gái mình đi cho dễ hiểu. Với lại mấy bữa nay mình đang hơi cảm một tí, các bạn thông cảm. Cái lỗ mũi này hay bị sổ mũi. Ê, nhìn cái chỗ này nhìn nó đã, nhìn giống mấy con tàu trong mấy cái phim giả tưởng, nhìn đã phết đấy chứ. Nhìn đã phải. Ôi, mấy cái này nhìn nó sướng lắm luôn. Nếu mà lát hồi nó chạy nữa rồi mình ngồi trên đây mình vừa coi vừa nói. Helm control, report. We're drifting. Flight controls aren't responding. First priority is stopping these outages. Mainline power's been knocked out. We're on reserves, Captain. They won't last. What's our position? Unknown. We lost telemetry. Sam, we need eyes out there. Attempting to adjust sensor array. Alec, please. You may be Pathfinder, but this is my ship. Captain, the protocol's clear. In the absence of communication with the Nexus or the other arcs, we proceed to our appointed golden world. Solid ground. If it's even out there. Nobody said anything about running into an energy cloud. And that's just a wild guess what we hit. Alec, I need to assess the damage. Stop the bleeding. We've got 20,000 people asleep on this ship. Let's give them a chance to wake up. Can you blame her? She is the captain. I think she gets the final word. Well, he might. This isn't about having the final word. Yes, sir. We're coming through. My God. Is that our golden world? That's Habitat 7. New Earth, if we're lucky. All of our long-range scans told us it was in the green zone. Perfect for human settlement. It doesn't even look the same. We don't know how bad it is yet. Still seems like it's our best shot. Maybe. There's just a lot on the line. Sam? The energy from the phenomenon is damping our senses. Planetary conditions are unknown. We're marooned. 20,000 souls adrift at sea. And when the power runs out and stays out, we need to know if that's safe harbor. And if it's not? As Pathfinder, it'll be my job to find an alternative. It's what we trained for. But if this goes well, we're already home. All right, just make it quick. Harper, the rest of the team should be awake by now. Have them spin up two shuttles. Planet Fallen 30. Yes, sir. A stubborn one, isn't he? He cares in his own way. Enough to give him a chance. I suppose you're right. He is our Pathfinder. If this doesn't work out, we'll need him more than ever. I need an ETA on our sensor repairs. We're blind out here. My sister's gonna hate that she missed this. Are all the Riders adrenaline junkies? I guess it's in her blood. She beat me into the world by 1 minute. Couldn't wait to get started. Well, don't worry. I'm sure Sarah will pull through. When she does, she's gonna want stories. So, let's get out there and find her some. Right, you'll want to get your helmet. Cái mục tiêu của cái game này cũng khá là dễ hiểu ha. Thì trong cái nhiệm vụ chúng ta là
Pathfinder Team, tức là đội đi tìm đường. Như bạn này cũng đã coi cái cutscene này cũng đã hiểu rồi, thì chúng ta cần những người như này để tìm cái thế giới mới sau cái sự kiện của Mass Effect trước đó. Và chúng ta là một trong những sông số đó, và chúng ta đang tìm một cái trái đất mới. Thì cái mô típ của tựa game này, cái nội dung, cái plot truyện nó khá là giống với cái bộ phim mà mình cũng đã coi trước đây, đó chính là gì, Star Trek chứ. mình cứ lộn sang CSGO. Star Trek. Tên phim là Star Trek theo mình nhớ là vậy. Thì cái nội dung nó cũng khá là giống. Về việc chúng ta đi vô lúc chúng ta tìm, thì chúng ta gặp người hành tinh và chúng ta chiến đấu chống lại như vậy. Còn việc chúng ta gặp như thế nào là chuyện khác. Và chúng ta sẽ rõ sau, nếu bạn nào coi trailer thì các bạn cũng đã hiểu ha. Nó cũng không quá khó hiểu, nó chỉ đơn giản chúng ta đang đi này nọ và chúng ta gặp alien, người hành tinh, rồi chúng ta quất thôi. Dr. Carlyle, with everything going on, I think the Ark needs you more than we do. Pathfinder wants a medic on hand, and if that is home down there, I'm happy to knock on the door. If it's what we hope it is, it'll be one for the history books. You got a quote ready? One small step? I'm pretty sure your dad will handle that honor. All right, team, button it up. We leave in 5. Sir, we broke out the weapons as requested. Anything we should know about? Seem prudent given the situation. We'll be short-handed with Sarah out. I heard what happened. Your sister's strong. She'll make it. We bet on whose boots would hit the ground first. This isn't how I wanted to win. Well, knowing Sarah, she'll want to go double or nothing on who climbs the tallest mountain. Don't let it get you down. I need you sharp. I understand. Your mom would have been proud of both of you. Okay, team, listen up. I chose each of you for the Pathfinder team, not just because you're talented and passionate, but because you're dreamers, like me. We dream of exploring the unknown, of finding the edge of the map, and then discovering what lies beyond. When people look back on this, and they will, they'll remember we didn't give up, that we kept dreaming. That our first few faltering steps in Andromeda were the beginning of everything they know. We only get one chance to be first. So, let's go make history. Been waiting 600 years for this. Chúng ta nhìn xung quanh được luôn. Ghê. Đã vậy. Ok. Cái đó hình như tàu của chúng ta mà phải không? Đúng, hình như là tàu của chúng ta đó. Còn chúng ta đang đi trên cái tàu để chúng ta khám phá cái vùng đất mới. Nhưng mà chúng ta không di chuyển được. Chúng ta chỉ coi được thôi. Ok. Cái game này thì mình cũng mong là chúng ta sẽ có cái nhiều thay đổi và một cái cốt truyện đáng nhớ hơn. Đáng chú ý hơn. Kiểu những cái năm gần đây mình thấy game nó không còn về mặt nội dung nó không còn hay như hồi đó nữa. Kiểu như cái đồ họa càng lúc nó càng lên thì cái cốt truyện nó càng lúc nó càng đi xuống theo cái tỷ lệ nghịch. Tức mình không nói những năm gần đây chúng ta không có game hay, nhưng những cái game mà thật sự hay thì nó không nhiều, không để lại dấu ấn nhiều so với những cái mình chơi game, mình walkthrough nọ, nhưng mà nhiều game nó không xứng đáng
những cái game gần đây thứ nhất mà mình thấy nó hay, ví dụ như là Metal Gear Solid 5, rồi Horizon Zero Dawn, rồi The Last of Us, rồi GTA 5, thì đó là một trong những cái game mà mình nghĩ là cái cốt truyện nó làm khá là chuẩn và rất là hợp lý. Nhưng trong những khoảng thời gian gần đây thôi, cách đây là 2-3 năm. Còn như hồi đó các bạn cũng đã biết rồi đó, thì cái cốt ví dụ như gần đây nhất thì chúng ta có Ghost Recon, thì thực sự cái gameplay của cái game này thì nó hay thật, nhưng mà nói về cốt truyện nó là cái thứ nó thiếu vắng rất là nhiều vào cái đội game này. Ghost Recon nó làm khá là dở trong cái việc nó kể chuyện, và nó điện hình mình là Cold War mình cũng biết rồi đó, thì cái cách mình truyền tải chuyện rất là dở và cái cốt truyện nó hầu như nó không có. Và một số game gần đây cũng y như vậy, thêm một cái motif cũng khá là chán. Nhiều bạn nào các bạn chơi game cũng thấy rõ gì đó. Ví dụ vậy, mình còn có cái Sniper Elite nữa nhưng mà mình không có chơi, tại vì các bạn thấy là năm mấy năm nay thì Sniper Elite 3 thì cũng tạm ổn, phần 4 thì nó cũng y cái như DLC phần 3 vậy. Ủa, chúng ta đang rơi hoài luôn. Giờ sao đấy ta? Ryder, come in. Hyperion, Sam, anyone there? Save your breath, Ryder. Sam's offline, comlink's trashed. I'm surprised we aren't too. Did the others make it? I don't know. It was all a blur. Shuttle split in two. This is like some nightmare. Yeah. No way this is home. Looks like we're gonna find some high ground. See if anyone else is alive. Come on! Ồ, game đẹp phết đấy chứ. First Contact. Và chúng ta đã xuống như này, chúng ta bị mất tín hiệu với liên lạc rồi. Mọi thứ không biết chúng bạn bè còn sống không nữa. Cái chỗ này đẹp phết đó chứ. Mình cũng đang muốn quay cho các bạn coi xung quanh nó như thế nào. Cái gì nó bay bay kìa. Nó bị hút lên trên hay sao. Mấy đất đá này nọ nhìn rất là giống mấy cái phim viễn tưởng, khoa học viễn tưởng về mấy cái người ngoài hành tinh rồi các thế giới hành tinh khác kìa. Nhìn nè. Ê. Nó respawn ngay lập tức luôn. Mình bấm đại nút O, ai ngờ nó phóng. Vậy con biết O là phóng á. Không, mấy cái cây này nhìn cái gì tục vậy. Nhìn kiểu như là mấy con cá ngựa vậy mà nó kiểu làm kiểu như nấm vậy. Thì đây cái nút này là nút phóng lên tới nè. Này là đâm nè. Còn bay nè. Đè lâu hả? Hình như đè lâu là nó bay cao hơn tí. Nhìn đá ở đây. Bay lên xong rồi tam giác lại. Bay xong rồi đập xuống. Ngón. Nếu mà mình bấm tam giác không thì nó chỉ đánh như thế này thôi, còn nếu mà bạn bay lên thì nó đập xuống đỉnh ngón. Thì cái vấn đề nãy mình nói là chỉ có nhiêu đó thôi, thì đơn giản là vậy. mình cũng chỉ muốn là cái tựa game này sẽ đem một cái làn gió mới cho mình, giống như tựa game Horizon Zero Dawn nó cũng đã làm một cái gì đó nó khác lạ hơn, và liệu xem nó có hay không.
Và nếu bạn nào đã có coi spoiler hay là bạn nghĩ sao về tựa game này thì cũng mong là các bạn đừng có spoil cho mình. Tại mình cũng hay đọc comment lắm nhưng mà đừng có muốn spoil đâu. Nhưng mà tựa game này nó cũng đang rất là khiến mình thích thú, một số tựa game mà mình rất là thích thú. Khoảng thời gian sắp tới tháng 4 chúng ta sẽ có một trong tựa game mình khá là thích, đó chính là South Park. Nó trời ơi, nó tục lắm luôn. Nó tục lắm luôn. Nhưng chúng ta bị xét đánh cái nhẹ. Chỗ này chúng ta thể làm trái đất thứ hai. Ui ui ui. Đấy, tất nhiên là nó đau rồi má. Cái cách nào đi mà không bị đánh trúng không? Sao làm gì mà đây xét đánh dữ vậy ta? Mình nghĩ chỗ này chắc không có nguồn hành tinh đâu. Nhưng mà cái chỗ này chúng ta lấy được cái gì không ta? Này phải scan thì vậy. Scan, đúng rồi, scan. Chứ còn gì scan được nữa không? Hay phải lấy ta? Armor boxes. Nó cứ hiện ngay đây nè. Là phải ra đằng kia luôn. Nghĩa là phải ra đằng đây luôn mới được. Còn cái này hình như là gì mình chắc mình lấy rồi. Còn này là gì đây? Cái này chắc mình phải scan nghĩa là vậy. Ờ không, không, không có gì để scan nữa. Nhưng mà không biết sao cái hộp nó nằm đó là chi nữa ta. Ủa địa bàn này cũng thú vị phết đấy chứ, bay bay. Có nguyên cái nắm luôn ạ. Làm sao để lên lên trên cao đấy. Nó tự bám đấy luôn. Hay ấy. Mình cứ tưởng là mình phải nhảy lên lại mà phải lấy cái đà cao hơn gì đó, nhưng mà nó tự bám nó luôn. Hai phát đấy chứ. Đừng nói mình phải nhảy qua kia nha. Ok, mình ghét phải nhảy như thế này lắm á. Mình chúa ghét luôn, nhưng mà vẫn phải nhảy. Tại vì mình chỉ sợ là mình té xuống dưới thôi. Nhưng không sao, chúng ta đã làm được điều đó. Chỉ cần chúng ta giữ lâu thôi. One more time. Đó, rồi sẽ quen. Sao mày ráng có chút xíu mày không bám lên luôn vậy rồi. Mind making some room? Thanks. What the hell is that? Don't know, but it's our job to figure it out. That sounds like your old man talking. He was right. Something went wrong here. We have to find out what. One thing at a time. Ryder, it's Fisher. Wait. Look. First contact protocol again? No deadly force unless fired upon. Yeah, said no one in the field ever. How do we handle it? Take it easy. We only get one shot at hello with these guys. Yeah, and Fisher gets shot in the head if we're wrong. Một là chúng ta thấy mong đợi điều xấu nhất thể xảy ra và hoặc thứ hai là chúng ta có thể xử lý hết quyền đóng này. Ôi mình nhìn nó đẹp phết đấy chứ. Tôi đang đầu hàng hay sao á? Có lẽ quân mình sẽ bắn hai này, chúng ta không có cầm súng nữa. Ôi nhìn đẹp phết đấy chứ. Chúng ta đang đầu hàng giao nộp cho hai này sao ta? Ôi sao nãy giờ mình không có bắn nó luôn đi rồi, mình vô cái chỗ này chi vậy trời. Cây của mình phải làm từng hết. Okay. It's over. Fisher, you okay? I'll live. I thought I was a goner.
Sorry, Ryder. I know you wanted to give Peace a chance and all. It was starting to look ugly there. Didn't think we could take the chance. Well, you saved my life. Be a hell of a thing to survive the crash only to get shot by aliens. I knew they weren't a friendly sort. We still don't even know what they wanted. Nothing good the way they were armed. Who says we'd even understand? Or they'd understand us? It's a new galaxy. I guess it's too much to expect they'll play by Milky Way rules. Or any rules, by the look of them. But what did we do to them? Only thing I know for sure, their guns hit just as hard as ours. Where are the others? Gone. Kirkland and Greer went looking for help. Come on. Ah, my leg! Can you move? I think it's broken. You guys push ahead and look for the others. You sure? Yeah. Just find us a ride out of here. And take a few more of them out while you're at it. Okay, và mình nghĩ là mình mới đi tìm đứa khác này chắc chắc luôn đấy. Họ quay lại thì sao đây ta? Nhưng mà tụi này thì nó súng có vẻ cũng khá là mạnh giống mình đó. Để coi scan được cái gì không? Organic life form, tất nhiên rồi, này là thể sống, sinh vật sống rồi, tất nhiên rồi. Chúng ta là DNA base giống con người vậy. I guess life took a different turn here, huh? Nhưng mà có điều là nó nhìn nó tục hơn bên mình nhiều. Nhìn nó tục hơn mình nhiều. Cái game này nhìn cũng đẹp phết đấy chứ. Nhưng mà mình có cái súng nào nhìn đỡ hơn cái súng này không? Má bắn tường diêm mới ghê chứ. Chán ghê luôn. Mình đang cần cái súng nào bắn liên tục hay gì đó. Shield, cái này có thể chúng ta sẽ xài được. Attack on đi. Còn này là gì đây? Cái này mình cũng không có rõ lắm cho nên nếu mà mình không biết cái nào các bạn có cứ giải thích cho mình trong phần comment phía dưới. Để mình coi. Ủa, mấy cái hộp này nhìn như cái hộp pin vậy ha. Nhìn như mấy cái hộp pin vậy. Cái này hộp đạn thì phải. Không ta. Mình cũng không rõ nữa. Làm sao để lấy được nó? Không có cái nút gì để hiện ra mà không có lấy được. Hay là phải scan hay là cái gì đó. Nói chung là mình cũng không rõ nên cái hộp này mình chưa có biết rành vậy đó. Và bắt đầu chúng ta đi tìm những người khác. Ok, chúng ta nên tiến hành đi là vừa đó. Vì chúng ta đi đâu nữa? Đi hướng này hả? Phải không ta? Nghĩa chúng ta nên đi cái hướng này, tại vì cái hướng này là cái hướng nhiệm vụ. Có cái súng M3 Predator U. Cái đi săn. Đạn cháy nè, đạn cháy còn này rồi. Này là tăng shield. Thế chúng ta còn cái súng là tốt hơn sao? What the? Chúng ta ăn nguyên quả sấm sét. Ngọn bia lấy nó có hồi máu lại không nữa. Cái này bắt đầu nó giống như là cái phim mình vừa mới coi hôm qua xong là hôm qua mình mới đi coi phim con Skull Island, nếu các bạn nào có coi rồi cũng khá là giống đó. Chúng ta có địch hả? Cái hai cục đỏ hiện ra trên cái map nè. Thì cái phim này cái bây giờ nó cũng khá là giống ba thằng luôn. Oh no. Ồ, nó bắn bên mình. Ôi, chết bà đó, nó giết rồi. Mẹ mày, sao mày giết nó? Mình còn cái súng nó bắn nhanh hơn cái súng này không trời. Giờ mày sao mày muốn đổ xuống một bắn phát ngay đầu mà không chết, nó kỳ thiệt chứ. Trời, còn chút xíu máu luôn. Mình là khá thích mấy cái game mà TBS chứ mày. Góc nhìn thứ ba bắn súng kiểu một trong những cái tựa game mà có góc chuyện mà góc nhìn thứ ba bắn súng hay á, là mình thấy có GTA 5 phải nói góc chuyện nó rất là hay. No vital signs, just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth armed to the teeth?
Maybe not. Peace isn't going to be an option here. Nhưng mà phải nói rõ ràng tôi nó muốn gây sự trước mà. Cái giờ chúng ta giống như những kẻ sống sót trên một cái chỗ bí mật vậy. Và chúng ta phải đi tìm lại đồng đội em nữa. Và công nhận nó giống như cái phim hôm qua mình coi thiệt. Công nhận Skull Island. Chúng ta đi tìm lại đồng đội trên một cái chỗ chúng ta không hề biết. Không biết này cái bị nó bị cho nhanh không nữa. Wow. Cái cục gì rớt xuống vậy? Nó có thể là chúng quân của chúng ta. Có thể thôi. Cái gì vậy? Ủa đâu ra vậy? Ôi, con này nó đâm cái gì bị cái gì. Wow. Mẹ nó nhảy xuống mình không thấy được luôn. Giờ nó muốn mình scan cái gì hay sao á. Nó cứ nhắc nhắc hoài mà mình không biết phải scan cái gì. Hình như ngay chỗ này vậy. Mình không biết có ai không. Thì coi nó chứa cái gì hôm nay. Thiết bị định vị. Chip định vị, ok, lấy luôn. Có giá trị cao, nó để cho cái đường nhà nó có giá trị cao là được rồi. Thấy như đó là đủ rồi. Ồ, chúng ta bị phục kích rồi. Mày hay lắm. Ôi, đâu đây, mày hả bưởi. Mày muốn ăn này không? Wow. Mày muốn ăn dao không? Rồi còn một bé nào nữa không? Còn một bé nữa rồi. Rồi. Thì mình cứ bị sét đánh hoài vậy. Này gọi là ăn ở sao bị sét đánh hoài luôn. Ý đây. Thấy mày rồi. Cái cách mà nó dựng map theo cái kiểu mà chúng ta nhìn Đông Tây Nam Bắc á. Và theo giống y hệt như bên Call of Duty á, cái hồi mà Modern Warfare á. Chúng ta phải quay theo hướng nào nó sẽ chỉ theo hướng đó. Thì mình thấy nó giống vậy nhất luôn á. Cái trên đầu mình nè, 90 mấy mét đi thẳng theo hướng này, nhưng mà mình lại cần một cái minimap nào nó cụ thể hơn, một hay cái hướng nhất định để mình còn biết mình đi đâu. Còn cái này nó đánh theo cái kiểu Conotin nó. Nhưng mà được cái Conotin nó chỉ như thế này, nhưng mà nó còn cái map nữa. Còn cái này thì nó chỉ như thế này, mình không có cái map thế mới đâu. Thế mình mới không biết chỗ đi. Nhưng mà ủa cái này mình có lấy hồn cái hồn không ta? Hồi máu không á? L1 là đạn nổ hay sao á? Còn cái này là kêu đồng đội tới nè. À bấm trên trái là kêu đồng đội tới nè. Locate all the members of the Bad Fighter Team. Nãy mình bật cái nút nào lên là nó hiện cái gì ta? Ồ, chúng ta có cái súng càng đây nè. Phải đổi súng. Ồ, 30 viên luôn. À, để phải đè giữ vuông. Đè vuông mới chúng ta mới đổi được súng càng. À, thì ra là vậy. Ồ, thì ra là vậy. Ủa, rốt cuộc nó chỉ mình đi đâu, mình không hiểu nữa. Thôi thì cứ đi từng cái chứ đi tính. Đằng nào mình cũng đang fucked up. Ủa, tức là cái ngôi sao là cái gì, nhiệm vụ chính là còn là nhiệm vụ phụ nè. Tức là chúng ta thể optional, chúng ta thể đi tới cái chỗ đó hoặc là không cũng không sao. Nhưng mà cứ vô thử đi xem nó có gì ở đây.
Mà càng nhìn càng lúc càng thấy ghê. Yeah, no one's living here. So what's it for? Doesn't look like the structures we've seen. Chui ra hết hồn rồi chứ. That's not. Must be a way to get some. Này nhìn giờ bắt đầu giống như mấy game kinh dị rồi đó. Investigate alien ruins. I'm going to pull in the area interested become more. Nếu nó sẽ báo hiệu khi mà những cái chỗ nào chúng ta nên đến. À, có nghĩa là nếu mình lại gần thì nó sẽ tự động nó. Nếu mà mình lại gần nó sẽ tự động nó lấy đạn luôn cái chỗ để ở cái mà. Hình này nè, cái này nãy mình đi ngang mình để ý là nếu mình lại gần nó tự động nó ammo collected luôn. Cho nên chúng ta không cần phải cúi xuống lụm hay gì hết. Cái chỗ này khó lên quá ha. Có điều là mình đi mấy cái này mình hồ mình không biết đường ra nó là chết. Có một lần mình chơi The Forest và mình chơi một hồi cái mình mắc kẹt trong đó luôn. Thằng này là mình hết hồn quái mấy. It's a generator. Yeah, sure. Why wouldn't it be? Maybe it did something. Same language as those aliens. Wonder what he said. Whoa. Guess a circuit overload. Sao bật hoài không thấy gì xảy ra vậy? Vì mình bật đúng thứ rồi mình cần bật không nữa. Locate all members of Fat Fighter. Nói chung là xong rồi đó, cái khúc này xong rồi đó. Nó sáng rồi. Hey, that door opened. Để chúng ta chạy ra ngoài thử coi. Some kind of research. Thì đây nó có gì trong đây? Lấy hết. Maybe. Nó mình vẫn không biết là nó có cái gì trong đó, nhưng mà có thể là nó sẽ giúp chúng ta trong những cái nhiệm vụ về sau hoặc upgrade cái gì đó, cho nên cứ lấy đi. Remnant. Weird. You hear that? Decryption. Looks like they were trying to chìa khóa giải mã. Don't think it turned out so well. What the fuck? Chết đi. Má ghê vãi. So now killer robot. Tiến đang lại gần cục này, ai ngờ này chui lên. Để scan thử con này nó thuộc giống loại gì ta. Mobile Robotic Platform. Tuổi từ 300 đến 400 tuổi. Ghê thiệt. Này thuộc lấy loại di dạng gì rồi. Ok, chúng ta cần phải tìm đường ra ngoài chỗ này và quay trở lại cái thuyền hay tàu và đi tìm đồng đội ra đây. Đó là thứ chúng ta nên làm như bây giờ. Any theories, recall specialist? Some kind of technology on this planet. Something these aliens are interested. Đúng là công nhận mỗi lần mình chơi mấy cái tựa game như thế này mà cái nó chỉ đường khó khó tí là hồn mình quên hết luôn. Sao giờ cái tự nhiên alien xuất hiện một đống vậy? Ôi. Đù, cái cây này bắn một phát gục luôn. Nó có cái đạn, có cái đạn L1 á, bắn một phát gục luôn. Chết liền luôn. Hay thật. Mày muốn thử không? Để test theo có thêm vài thằng nữa coi. Mày thằng này mày ngon mày nhau vô. Cái này nó còn tự tìm đường nữa. Nhìn giống như Soul Trời 76 giống Overwatch vậy. Bắn phát. Wow, bạn đã lên gì á? Ok. Ủa cái hướng Ủa là sao ta? Nó có nhìn trên map là lại không có, nó chỉ mỗi cái chỗ kia không à. Tức là mình đang muốn chạy ra tìm đồng đội thì nó lại không cho phép chúng ta chạy ra đồng đội à. Mà chúng ủa nãy mình bật cái ủa mình nãy mình bật cái ủa là lúc còn là nãy mình bật cái đổi súng hay là cái gì đó nó bằng lúc nào ta? Có cái một cái wheel mà chúng ta phải đổi súng hay gì đó. Thì mình đang muốn bật ra bên coi mình thiếu cái gì.
Cái chỗ này cũng đẹp phết đấy. Ê, nhiều lúc đẹp quá mà không, chúng ta không để ý là chúng ta ăn hành liền luôn. Vậy chúng ta gần tới gì vậy? Tại vì nó gần nãy nó báo hiệu lên rồi. Đúng rồi, nó báo hiệu lên là cái nhiệm vụ đi gần đang ở gần. Ở đâu ta? Ở đâu được ta? Có thể là đâu đó dưới bên đây trái này vậy. Hoặc là dưới này mình nghe gì? Bắt đầu rối rồi nha. Giờ mình sẽ đi hồi máu đây. Ôi. Thằng phó chơi giống kiểu Rambo vậy. Còn này, ổ này nó hồi máu sao ta? L2 left 2. Đó, bắn phải vậy chứ, đó. Hình như là nắp vô nó hồi máu hay sao ta? Mình cũng không rõ nữa, nhưng mà nắp vô nó làm mà mình chính xác hơn nhiều, bắn nó dễ chết hơn. Mà để coi mình không thấy cái vụ hồi máu ta. À đây, bấm cái nút này đây. Hình như nãy cái cây này mình không có, nhưng mà mình được chắc mình lượm hay gì đó. Equip item. Như nãy mình lượm hay sao ta? Này tăng siêu đúng không? Còn làm sao để hồi máu đây? Skill save game, có save game nữa nè. Mà làm sao để hồi máu đây ha? Lấy rồi mình nghĩ chắc lấy nữa mình sẽ hiểu rõ cái vụ này ha. Chúng ta vẫn phải đi làm cái nhiệm vụ trước cái này. Mình chắc chắn là chúng ta không đi xuống dưới rồi đó. Long drop. Ôi, làm sao đi qua được bên kia đây? Wow, con gì bắn nó vậy? Hình như phải con gì bắn mà là mình bị sét đánh. Ui, lâu nhìn cái tưởng như mình bị cái gì á. À, mình cần phải làm quen với mấy cái nút bấm này cái nè. Ok, cất súng đi. Cất súng rồi, chúng ta đè tam giác đi, cất súng nè. Đúng rồi, chúng ta đi đúng đường hướng rồi đó. Đây, nhiệm vụ đây, nhiệm vụ chính đây còn mấy nhiệm vụ kia là optional thôi. Defend the Pathfinder team from hostile alien. Chúng ta phải bảo vệ mấy cái đồng đội chúng ta khỏi cái đám mà hành tinh trong khi chúng ta tới hành tinh của nó thì đáng lẽ chúng ta là ngoài hành tinh mới đúng. Ôi. Cây này có vẻ đam cao hơn nhưng mà bắn chậm hơn tí. Và bắn từng viên nó hơi khó chịu hơn tí. Rồi. Còn một bé nữa. Mày đâu, hai bé xuất hiện. À đây. Thôi chết liền. Hey, bắn cái mà đạn tự tìm đường đó, bắn một phát là ăn hạnh liền. Gần hết đạn rồi, chúng ta cần phải có thêm đạn rồi. Hồi máu với hồi đạn được không? Mà này hồi đạn được nè, thấy không? Lại gần thôi, chúng ta đâu cần. Nhưng mà nó hình như nó chỉ còn hai thanh, chúng ta hồi được hai lần nữa thì phải. Mà mỗi lần hồi mấy trăm viên phải ít rồi. DK know how to fight, tất nhiên rồi. Tụi nó tấn công mình thì ít ra thì tụi nó cũng phải biết đánh chứ. Rồi chúng ta cần máu. Đây, cái hộp mà màu đỏ này mình biết ngay thế nào là hộp màu đỏ này chúng ta hồi máu cho chúng ta nè. Đúng chính xác luôn.
Mình nghĩ là vậy, nhưng mà ai ngờ chạy lại cái là nó hồi thiệt cho mình luôn. Level up luôn, chúng nó skill boy nữa hả? Thì cần up được cái gì? Option new skill boy. Chúng ta có bao nhiêu điểm skill boy? 3 điểm skill boy. Level up pool sẽ đủ kiểu vậy. Nova General energy into point blank. High damage around the user. Chúng ta đang dùng cái skill set biotic. Hình như ta có nhiều cái skill set lắm thì phải. Biotic còn trong số đó. Thế mình nhớ là vậy. Throw detonate combo rammers. Her unready few projectile. Chúng ta chọn một cái đạn, nói chung là đạn gì đó. Hầu như không phải đâu mà chúng ta điều khiển thì nó. Mình nghĩ là vậy. Điều khiển và chọi cho nó. Pull. Chúng ta hãy nhấc bổng mấy đứa này lên và làm cái gì đó. Mình nghĩ là vậy. Nova bomb hay gì đó này. Giống bắt đầu giống Destiny đó. Ok, select power. Oh, nhìn cũng ngon phết. Đập xuống thì phải. Nó có ảnh minh họa dễ hiểu á. Oh, ngon, cái này ngon. Còn pull là chúng ta chỉ điều khiển thôi. Oh, ngon. Shockwave. Oh, cái này đỉnh. Backlash. Oh, ngon. Có nhiều chiêu nhìn ngầu phết đó chứ. Offensive biotic. Chắc tăng giáp gì đó. Thử coi. Costume này, con này mà nó mới có cost. Chúng ta còn bao nhiêu điểm nữa? Chúng ta còn 2 điểm đủ để có thể là chúng ta nâng cấp được vài số thứ, một số thứ. Nova trưởng xuống đất này. Throw đi. Pull điều khiển nè. Chắc là chúng ta điều khiển thì chúng ta có thể chọi nó bằng cách sau khi chúng ta điều khiển sao chúng ta có thể chọi nó được. Current loss này chúng ta có Concussive Shot là bắn cái đạn nạn dí á. Đạn dí với Nova với Throw. Ok, mà mình đốt đầu hiểu được một số thứ đó. Đang hơi khác não. Oh, chúng ta có thể mua lại nếu chúng ta không thích. Mà confirm đi. Codex này, nói chung là cái này mình cũng chưa hiểu lắm. Và chúng ta sẽ làm sau. Cái map nó cũng không khá là bự lắm. Chúng ta còn một cái map mini map. Trong lúc chơi game chúng ta có 3 cái loadout. Biotic là chúng ta đang sử dụng đây. Cái này là này thì nó nghiêng về một số. Nó chỉ nghiêng về combat thôi. Nó nghiêng về combat bắn súng này nọ nhiều. Chứ nó với vũ khí hiện đại, chứ nó không có nâng về skill nhiều, đúng rồi. Nó nghiêng về vũ khí không mà. Trip mine, flux cannon, toàn súng đạn mà. Cũng hay. Tech về này công nghệ nè. Mấy cái như là nắm đấm bằng tay nè. Rồi gì nữa là mấy cái vũ khí khác. Hút năng lượng. Mình thích mấy cái vụ hút năng lượng lắm nha. Hút máu, nó hồi máu ngay lập tức luôn. Ê, cái này cũng hay. Chúng ta có thể vẫn tech này, cái không biết là mình nghĩ skill boy này chúng ta sử dụng dùng chung hết. Nãy mình không có để ý là chúng ta có thể sử dụng dùng chung hết cho tất cả mấy cái này, hay là chúng ta kiểu như là điểm tech skill boy thì chúng ta có thể sử dụng trên tech thôi, chúng ta không thể sử dụng mấy cái khác được, ví dụ vậy. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu sau ha. Quá skill của chúng ta mỗi cái hàng này này thì để lát tính sau ha. Có skill boy luôn nè. Recharge speed. Nó hồi gì đây? À, hồi bom. Hồi bom nhanh hơn hay Vox Strike. Này nó đánh giống mình được. Overload. Nó giống như cái kia nhưng mà nó. Thôi mình đã cho nó đánh cái này cho nhanh. Confirm. Còn cái này nó cho gì đây? The Andromeda Initiative. Khởi đầu cho Andromeda. Để coi có gì. Dossier by Federal Rider Frame Snow Associate Sarah Rider. À, mấy cái này là
thông tin về mấy cái chúng ta cần biết về công nghệ rồi về quái thú gì nữa. Journal mình cứ tưởng là hộp hay gì đó chúng có thể unlock được. Ok, đang skill xong rồi đó. How is everyone? Still in one piece. You got here just in time. Where's my dad? He went scouting ahead while we fixed the shuttle. Ryder, there's weapons and ammo at the shuttle. Stock up. Do these things try talking? Charger 1 có cái súng mới hả? Equip. Có cái weapon 3 nè. Chưa được, hay là mình đổi cái súng này. Cây đó là cây súng phụ. Cây này nó bắn có vẻ nhanh đó. Này là của quân mình phải không? Chắc là vậy. Ờ không, nó đỏ lè vậy. Rồi, chúng ta quấn lộn tiếp. Rồi mình đi ghét điều này, mình cứ tưởng là quân mình. đây, để mình thử test skill qua. Skill này là skill bắn súng bình thường thôi. Cái cây này nó cái độ chính xác nó thấp quá. Đừng xài cây kia đi. Wow. Wow. Cái góc nhìn nó hơi khó nhìn một tí ha. Cái này tự động nó vô là nó tự động nó vô cover luôn. Mình thử coi. Ê, bắn gì mà hụt quá trời. R1 là kiểu như chọi bom hay sao á. Đây dính nè, đó dính liền luôn. Ra đây mày. Còn R1 là chạy tới đạp xuống. Chúng ta sẽ đợi sao cái hàng này đứng luôn à. Một phát là chết hết. Giống kiểu như Nova Bomb bên cái Fist of Havoc bên bên Destiny vậy. Wow. Tụi này bắn rác thế. Còn gì đây, cái thở lại đéo gì đây. Mày nghĩ mày lên đây được sao? Tao bắt đầu tao hiểu chuyện rồi. Ủa, cái này nó hồi cũng nhanh phết đấy chứ. Đồ này nó có giáp nữa, ghê vậy. Giờ bạn muốn bắn solo không? Ồ, mấy này bắt đầu nó né nhiều đó. Ok, chúng ta cần đạn và chúng ta cần sự hợp tác. Mình sẽ bay lên đây. Quánh đi, đúng rồi, phải vậy chứ. Đúng rồi, đó, chàng này chết liền, không chết cũng hơi tiếc. Liam, enough. Right, it's just these assholes kill Kirkland. I hear you, but this isn't the time to lose our cool. Now I feel better. What about the others? Fisher's wounded but sitting tight. No sign of Greer, and our shuttle's in pieces. Guys. She's been hit. Take cover. Hang on. I didn't know you were biotic. Don't worry, it's not contagious. Before they attacked, I managed to fix our comms. You're a lifesaver. Now just take it easy. Sam, are you there? QEC link established. Affirmative, Scott. The Pathfinder needs to speak with you. Good to see you in one piece. What's our status? Liam and I are with Korra. We have wounded crew. The good news is our shuttle's been repaired. We can get back to the Ark. Not with these storms. It's too risky to fly. I'll take that chance. It's not any better on the ground.
We're just human lightning rods running around here. Not if we can turn the lightning off. I don't follow. I have an idea. Rendezvous at my coordinates will... Damn, they spotted me. Sir? Sir! Can you two manage alone? I can keep her stable. For a while. Let's move. Cái nhiệm vụ chúng ta tiếp theo đó chính là phải nhìn về được cái chỗ Pathfinder. Nhưng mà cái này chúng ta sẽ để cái đó trong cái tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Và có lẽ mình sẽ tạm dừng ngay tại đây. Và cái tập này cũng khá là dài. Và mình mong là các bạn sẽ hết cái tập đầu tiên này của mình, Mass Effect Andromeda. Chứ thì hết đi chúng ta đập đạn này. Chắc cũng không cần nữa. Thì đơn giản là vậy thôi. Và với cái tập đầu tiên này, như mình cũng đã nói từ ban đầu là mình mong là sẽ được nhiều sự ủng hộ từ các bạn. Và chắc khoảng cả 200 like mình sẽ đẹp cho cái tập này. Nghĩa là vậy. Và mình chỉ muốn đơn giản vậy thôi, mong là các bạn sẽ... Các bạn nào thích cái tập này, hãy cùng like và share cho bạn bè của bạn. Để cái channel nó ngày càng phát triển hơn và mình sẽ tiếp cận được nhiều tựa game khác hơn. Nó cũng là động lực để mình quay tiếp nhiều tựa game mà các bạn muốn coi, mà như tựa game Earthway ví dụ vậy. Thì mình sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể vào ngày mai với tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Mình khá là thích cái tựa game này lúc này đó. Và các bạn chính là cái động lực lớn nhất để mình tiếp tục quay tựa game và hoàn thành cái series này sớm nhất có thể. Giống như cái series trước, giống như Horizon, chúng ta một khoảng thời gian rất là đẹp. Và có lẽ mình cũng sẽ chưa dừng lại đó đâu. Cho nên nói vậy thôi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Bye bye.